Alo, alo, sáng hôm nay đáp ứng lời kêu gọi phát động phong trào của Ban Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân xã Diên Lợi là tất cả các hộ gia đình trong xóm 2 tập trung đi diệt chuột để bảo vệ hoa màu cho vụ đông xuân năm 2023-2024. Vậy thay mặt ban cán sự xin thông báo mỗi hộ gia đình phải diệt được từ 50 con chuột trở lên, nếu hộ nào không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của cuộc họp dân đã thống nhất đêm hôm trước. Alo, alo, chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, sáng hôm nay đáp ứng lời kêu gọi phát động phong trào của Ban Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân xã Hiền Lợi là tất cả các hộ gia đình trong xóm 2 tập trung đi diệt chuột để bảo vệ hoa màu cho vụ đông xuân năm 2023-2024. Vậy thay mặt ban cán sự xin thông báo mỗi hộ gia đình phải diệt được từ 50 con chuột trở lên, nếu hộ nào không chấp hành sẽ bị xử phạt theo quy định của cuộc họp dân đã thống nhất đêm hôm trước. Alo, alo. Một đuối này nắng lên rồi lại nó bỏ chuột ăn. Dài chúng chồng cho gia đình. Bần đi 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 chuột phá hoại hoa màu nhiều lắm, phạt đòi dân toàn bộ đi bắt chuột đó. Đây là hang chuột đây mọi người các bạn này. Wow, trời cho. Ơi. Kiểu này là còn đi là phải to lắm. Chị cảm thán đấy. Cảm thán cảm thán thì con lên là tổn lắm thế này. Chọn bì đấy. Lỡ ra thì nhỡ mà ngã ra bà thơ lên. Ngã mấy lời nhá, lỡ bà chuột thân giá là hợp nhá. Nhỡ ai, ngã cái ngã đấy. Đấy là một siêu đẳng chuyến bê để bắt chuột thế này, không phải đơn giản đâu. Chuột tê hợp với tê. Khoan. Đó hắn đang nằm ở trong kia cái lùm số 6 đó chị thơ. Rồi. Chắc chắn là ở trong này là có. Đấy, anh Tuyên anh cứ bươi ra đi. Bươi ra là chắc chắn là để các bạn thôi. Đấy, chuột nó nằm kín đáo cực kỳ luôn. Này, thấy chưa? Này, thấy chưa anh...
anh Tuyền anh ấy đang đưa cuốc để mà khơi những cái bồng chuột thông hơi đấy mọi người các bạn. Đấy. Chưa? Chắc chắn là cái hang này sẽ có nhiều đấy. Có chưa? Phải chưa? Đây đây từ từ từ. Không phải đóng rồi quả lên. Đóng rồi quả lên tột đó. Đuổi 5.000 mà dành 5.000 bồng hai dành mà hết. Đừng vì 5.000 bạc mà hai ba mất tình cảm đi. Chọn lăng với nhắc cả mà tinh thần là trên hết. Đúng rồi. Là để đi lóa xóm nó để đi diệt chuột. Chứ không phải là diệt người với nhau mà một con chuột mà vây vai như thế. Đúng rồi. Cho nên là tái cái tinh thần tiếp tục ta là con chuột. Hai ba đi cũng phải đơn giản thôi. Hai ba mất tình cảm đi. Hai con chuột. Bẻ hồn, hai con chuột đi cạnh mà. Hai con mười một tức là nhóm đi diệt chuột được từ nay mới 15 phút nhưng mà kể cả 4 tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ đầy cái số này đấy các bạn này. Trời ơi, được bắt được con chuột cái đuôi 5.000 chứ chẳng chỉ máu bà con này. Chết á, răng sắc thật á. Bình tĩnh thôi, bây giờ tiến là liều nhiệm trung. Ồ trời, răng sắc thật rồi, chẳng chỉ máu á. Trời ơi, chết á. Này này này, anh ở hồi nãy anh tiêm cho cái môi nhiệm trung. Môi nhiệm trung được. Môi này là thuy ngãy rồi. Được, môi này là mạnh cái kinh ấy. Môi này là cái biểu ống đứng ạ. Môi này mà nãy anh chỉ là tiêm phạt ta coi như là lên đây. Được liền. Tiêm phải đi tiêm kỳ tạm 10 ngày lì 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 lì. Đây. Đây là bác kể rồi chứ ta đi sang chỗ khác. Đi chỗ khác nhá. Ta đi bên đi về mà một đứa là có thế nhá. Đi tiền luôn đi anh. Thằng thằng đi. Đây. Đào đi đào. Có khí thấy mà đụng chuột chứ. Đào. Bên kia đào chưa? Đào ơi.
nào đi con sóc. Bên kia nào chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Mấy ngay chứ. Mấy ngay to đó. Bằng ở đây. Vào mà. Đây rồi. Bên ở đây, cổ bên lên rá bên ở rệt bên tê đây. Chuối bên tê có ngay cây. Ngay cái chày bên đi này. Cắt cái điểu ấy không có. Chuột chạy là học điều này. Đấy rồi, đấy rồi. Cái ông sang bên hai anh nha. Dành con. Này, cứ kẹo đây, cứ kẹo rồi, lên. Đâu chuột. Em đào nó. Này. Được không, bên dưới đào thôi. Đây này. Vùng dưới thành háo quá. Ngạn ấy, ngạn cái không, chạy nó chuột cái đặt đó. Đây rồi. Tắt cái thúng rồi, tắt cái nọ đi. Đây là tá là coi như tập trống nha. Là tầm ăn một bữa rượu thịt đây. Thì ảnh đây là chứa đây ổn như nhiêu này. Thứ nhất là tém cho cái ban ở một môi là chuồn tắm. Thứ hai này là ta tù tạp này ta thống cảm cái chuyện nhận chắc chắn của chuột nhá. Về ta uống một bữa rượu mọi người nhá. Đây. Yeah.